Xin chào các bác, Tết thế nào rồi đây mọi người ơi? Hôm nay thì mình có mặt tại một nơi khá là xa để chuẩn bị đồ Tết đây các bác. Hôm nay thì mình lại xuống chung nơi để chiêm ngưỡng và cùng chú nổ bỏng các bạn. Thì ở đây thì các bác cũng thấy đấy, chú nơi đang chuẩn bị cho một cái mẻ bỏng trong ngày hôm nay. Và ở đây thì mọi người nhìn thấy là bên trong này chú đã có cho gạo vào đấy các bác này. Thì đây là một cái mẻ gạo đầu tiên, tuy nhiên là bây giờ chú đang chỉnh sửa lại chiếc nắp của cái bình này. Đây là cách nổ bỏng truyền thống nha các bác nha. Chúng ta sử dụng bằng những cái nguyên liệu rất là thô sơ và để tạo ra những cái hạt bỏng ngon bằng chính cái gạo mà chúng khu vực miền núi ở đây trồng được. Đây thì chúng nơi đang đo đạc lại và sắp xếp và sửa chữa lại cái chiếc máy này. Đấy chứ chưa, bây giờ chú mở xem đây, nó bằng hoàn ngấn đây. À đây, nó thành cái lõm vào. Thì chỉ có chì nó mới bịt được cái kín đấy, như này. Vào với cái nắp này phải không ạ? Ừ. Bên trong này còn rồi cơm, cái này nó không sợ nó nổ hả chú? Không. Cái này nó không có ngòi đâu mà. Các cô với các chị đang đến để nổ bỏng đây. Thì đang chờ đợi bỏng ở đây. Thì đây các bác có thể thấy là cái sản phẩm mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đây, đây là một cái trong những cái túi bỏng rất là lớn mà đã được nổ trước rồi, là bằng gạo. Cái này gạo nếp à chị? Gạo nếp, nếp cái mới gạo đẹp. Gạo nếp cái thì mới đẹp thế này mới. Còn nếp 97 to thì như thế này. À dạ vâng, ở đây là mỗi nhà, mỗi người, đây là những người đã từng mang đến rồi các bác nhá. Thì mỗi người thì có một túm ở đây này. Mỗi mỗi túm này thì chắc tầm 2 cân chị nhỉ? Đấy, cái đây một bình. Đây, một bình, một bình. Chúng bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái mẻ đầu tiên nhá các bác nhá. Ở đây thì chú nơi đã lấy gạo vào. Chú sao đong bằng cái này luôn hả? Đong cái ống này là 1 cân tư. À, một chiếc ống này là cân tư. Đây là chiếc ống cổ truyền có lẽ là cũng đã rất lâu lắm rồi. 17 năm. 17 năm rồi. Chiếc ống này ấy. Có khi là từ ngày ông mua máy này. Dạ vâng. Đã 17 năm trôi qua thì chiếc ống đong của chúng ta vẫn tồn tại đến bây giờ. Và sau khi làm xong những vụ Tết này thì có lẽ là chưa là chú cất đi à? Được. Cái này là bằng gạo nếp gì đây chú? Hỏi người làm cái nếp này là nếp. À, nhưng mà tất nhiên là làm bỏng thì tất nhiên là phải tất cả là phải gạo nếp phải không ạ? Một tẻ vẫn làm được, nó ăn nó không ngon. Chúng ta có những gạo nếp, chắc cái này là lên trên nương à cô? Nếp tuyên. Nếp tuyên, nếp của nhà cô tự trồng đấy. Thì mang đến đây nổ, cô nổ bao nhiêu cân vậy? 4 cân 2 là được bao nhiêu ống hả chú? 3 bình, 3 ống. 3 bình. 3 bình 4 ống thì được 4 ống này thì được 3 bình các bạn. Ơi, bình này thì được chú nơi đã quay thử 1-2 lần rồi. Chiếc bình giờ rất là nóng nên là chú nơi phải đeo cả găng tay vào. Cháu thấy nó chưa đầy lắm thôi chú nhỉ? Đây thì làm sao mà nổ được, đây nó đầy không được lấy được ra hơi. Vâng. Nó phải thế mới có hơi chứ. Phải thế mới có hơi, chú đã lau lại chiếc nắp rồi. Chú phải đánh lại cái này phát ra. Vâng. Nó phải thấy nó hơi. Đấy, ổn. Chốt luôn hả chú? Chốt luôn. Có quyết định luôn. Chiếc chốt của chúng ta thì mình theo mình nhìn thấy thì chốt rất là chất vào thì khá là dễ. À, chốt vào rất là khó, tuy nhiên thì đây, lúc đây, mở thì rất đây. Là dễ. Đây. Đội chị đội nào đấy?
Làm sao để biết nó sắp được hả chú? Nó im. Nó im. À, có cả nó phồng hết lên. Im một tay quay nhẹ hẳn. Tay quay nhẹ hẳn đi, tức nghĩa là đấy, bắn đi ạ. Chúng ta có một cái. Wow. Biết được vào máy không phải đâu. Ui giời ơi. Tung tóe lên. Biết được vào máy không phải đâu. Ui giời ơi. Tung tóe lên. Khói mù khét lẹt này các bác này. Mờ hết luôn cái máy này. Chúng ta có ngay những cái hạt bỏng rất là nóng hổi ở đây. Ngon lắm này các bác ơi. Máy của mình còn mờ hết luôn. Đây phải đợi khoảng một lúc sau thì chúng ta mới có thể thò tay vào lấy được. Ta có túi đựng. Chúng ta bắn vào từ hướng bên kia các bác nhá, bắn vào từ hướng bên kia và cho ra hướng này. Ôi vẫn còn ấm ấy à chị nhỉ? Ấm mà. Này, nóng nó mới giòn. À. Đấy, cái này đẹp mà nhở? Gạo này đẹp chứ? Ôi to đùng này. Ôi gạo này đẹp đẹp ngang cái gạo lúc nãy đấy. Đây này, mọi người xem này. Ôi trời ơi, thoải mái. Này trẻ con ăn thì thích nhỉ, người lớn nhìn con đây. Giòn á, coi đợi lại đi mưa. Hôm nay chúng ta có sớm về đúng ngày 30. Đúng 30 Tết. Tép nương đẹp lắm các bác này. Hạt nào đi, hạt đấy đi. Hạt nào ra hạt đấy, cái này nổ chắc to mấy chú nhỉ. Nổ to rồi. À. Vừa đây. Nó đầy hẳn mà. Đầy hẳn mới được cân tư. Đầy hẳn là đúng cân tư luôn. Cân đo đong đếm vào đây mới lên vừa phải cắt ống ấy. À lại cưa cắt ống. Đúng chuẩn cỡ luôn. Các bác cũng có thể thấy là Tết nhất đến nơi rồi, nhưng chú cháu mình đấy, các bác nhìn thấy tay chú nơi đi, vẫn còn than đấy, vẫn còn đen đấy. Cuối năm rồi đấy. Phục vụ bà con những cái mẻ cuối cùng. Đấy. Chú ơi, cái bình này từ lúc nổ thì tầm bao nhiêu phút thì được nhỉ? Không biết đâu, rồi lắp nắp lâu này không biết, nhưng mà nếu mà lắp nó đều đều đẹp gọi là 8 phút một bình, nhưng mà làm chậm này không được lúc. 8 phút một bình là lúc mà lửa đều làm liên tục. Lửa đều liên tục mà người hót cứ hót mà người lòng gạo cho lại loại là cứ chỉ biết ra đổ xong rồi là mình có người đổ gạo cho là mình lắp ấy. Vâng. Đấy còn ạ. Còn như thế này chúng ta vừa mới để ra, chú vừa ra sửa nắp như thế này thì có lẽ là sẽ phải hơi khá lâu một chút. Đâu rồi, một mình khác làm nó lâu. Bên trên cái nắp này thì ở đây thì chúng ta có cái quay bằng trên một cái trục như kiểu y hệt như cái vòng bi vậy. Nhưng mà đây này, bên này không có thể đi một tí ấm ấm rồi đấy nhỉ. Vâng. Trên lửa đây mà lại lạnh lắm. Chỉ nóng rất là cực mạnh ở cái đoạn này. Mỗi năm Tết đến chỉ là một lần thôi chú nhỉ? Thế rồi. Mỗi năm từ mùng 1 tháng Chạp. Mùng 1 tháng Chạp. Hôm nay bận làm nhà thì định không làm, nhưng mà lại cái đứa thì nó lại đi tha gạo về rồi chứ. Vậy là phải phục vụ cho người dân ở xung quanh khu vực này. Thì mỗi năm thì ở khu vực này thì chỉ có mỗi chú nơi là có chiếc bình này thôi, nên là mọi người mỗi năm thì đều quay lại đây, gần đến Tết thì lại quay lại đây. Với thật sự với các bác là cái nổ bỏng truyền thống này thì nó thơm và ngon hơn so với là nổ bỏng bằng máy, vì cái này là trực tiếp làm bằng tay và củi than, cũng như chiếc bếp nấu cơm của chúng ta thì nấu nồi cơm bằng bếp củi thì lúc nào nó cũng cho cái cảm giác là ăn nó ngon hơn. Không, con này đẻ không biết ấp này. Ờ. Trắng này. Tháng nay rồi chẳng ấp gì cả. Cứ thế mà đẻ ngày quá luôn. Ngang pét. Tôi mới.
sắp được rồi phải không chú? Lương bỏng rồi. Thôi tay mày làm vào cái sợi bẩn á. Có em còn hơi cháy bỏng ấy. Mày làm vào cái sợi bẩn à? Quá đẹp luôn. Nổ kinh hoàng. Mà nổ là nổ mà đấy. Mình lên bạn đi, lên bạn đi. Đây nhận lên bạn, nhận nóng rồi. Cất cái ống này nhá. Lần cuối cùng kết thúc 17 năm sử dụng ống. Sang năm thứ 2021 thì sẽ dùng lại cái ống này nhá. Tạm thời để đây đã. Vài vài khu vực. Chưa được phải không chú? Chưa. Đấy. Cứ nghe khi nào mà nó im hẳn đi. Ừ, im hẳn. Im hẳn thì chắc chắn là những cái gạo nó nở ra chú. Gạo nó nở đầy ra phải không? Gạo không nở đâu, nhưng mà hơi nó căng. Hơi nó căng. Gạo nó không xoay được. À, không xoay được nữa. Nó đầy ép ép hay là đầy luôn? Ép hơi hết, gạo nó quay được. Bây giờ gạo đang quay này. Vâng. Hơi chưa đủ gạo. À, thế là chưa đủ. Ui, nổ kinh hoàng. Mà nổ là nổ mà đấy. Luôn. Thấy chưa? Thanh thấy chưa? Luôn. Quá đẹp luôn. Đây đã là lần nổ cuối cùng rồi các bác. Tạm biệt các bác. Không làm nữa. Cháu mình kết thúc cái ngày 30 hôm nay. Cả năm mẹ 19 luôn. Có chăm sóc gì ở cái bình này không chú? Bình này tưới tắm bằng nhớt thôi. Tưới tắm bằng nhớt. Rồi, xin thân chào các bác nhé. Chú cháu mình đã xong cái chương trình ngày hôm nay. Hiện tại thì bỏng vào trong nhà thì các bác với các cô đã lấy về hết rồi. Còn chú cháu mình thì còn lại ở đây nhé các bác nhá. Tất cả những cái hạt bỏng đây. Đây, quay vào trong kia để xem. Rồi, bỏng rất là đẹp. Nhìn lại một lần cuối nữa nào. Wow. Đây này, nó xem này. Màu đẹp không? Tay mình thì cũng hơi nhọ than một chút ở bếp củi mà. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của năm mới.